chị là Hoàng Thị Diệu, chị quê ở Hải Dương. Năm nay chị 37 tuổi. Cái hành trình hiếm muộn của chị cho đến bây giờ là bao nhiêu năm? Chị được 2 năm. Trước đấy mẹ có bé? Chị chưa gặp đứa này từ đâu. Ba bệnh viện rồi, xong rồi chị đến đây là bệnh viện thứ 4. Thế ở các bệnh viện đấy thì họ có chỉ định cho mình kết luận bệnh lý cụ thể nào? Có, chị thì bị tắc một bên vòi trứng với cả một bên thì thông hạn chế. Chồng chị thì lúc đầu thì khám ở nhé, thì bảo là bị yếu, xong rồi uống ba tháng thuốc. Chị thăm khám này thì ở bên này thì kết luận bệnh lý của anh chị là thế nào ạ? Chị thì bác Phương kết luận là chị bị tắc hai bên vòi trứng nên là không có thể có thai tự nhiên được. Thế mình chuyển phôi lần này là lần thứ mấy? Chị chuyển phôi lần đầu tiên là chị, nhưng mà trứng của chị ít, chị tạo được có 6 quả, nhưng mà nuôi được đến ngày 3 thì được có 3 quả. Nuôi được đến ngày 5 thì được có 1 quả. Thế lần này chị chuyển mấy phôi? Một phôi. Chị chuyển một phôi thì là may mắn là đậu luôn. Đến ngày hôm nay là chị được bao nhiêu tuần? Hôm nay là chị được 12 tuần. 12 tuần rồi đúng không ạ? Sau bao lâu mình kết hôn thì mình bắt đầu đi thăm khám về vấn đề hiếm muộn? Tầm được 1 năm rưỡi thì là đi. Thế trong vòng 1 năm rưỡi đấy, khi mà em biết ở độ tuổi chị, con cái của chị, con cái của bạn bè nó có rất là lớn rồi. Thì chị có áp lực nhiều lắm không? Khó, áp lực cả bên gia đình với cả bạn bè. Nói chung ai cũng hỏi. Mọi người chỉ hỏi sao thôi. Sao mãi chưa có. Thế hành trình mà tình con này chị có thấy vất vả lắm không? Gian nan. Tự nhiên là lúc chị chuyển phôi thành công, được siêu âm có em bé. Khóc. Vui. Có khóc không chị? Lúc đấy chị có khóc không? Có. Lần đầu tiên mà nhìn thấy con qua tay múa chân thì cảm xúc rất là hạnh phúc.